Đây, buổi chiều xin chào tất cả anh chị em nhé. Đây, tôi vừa vào vườn điều đào được cái cây gạo về đây nha. Cái gạo này thì nó côn rụt hết rồi anh em ạ. Đây này. Những cái vết cắt này nó cũng đang bo gần hết sẹo rồi này anh em. Mà cây này để tôi xử lý xong rồi tôi lật lại nó một cái dáng đổ, anh em nhìn rất hay anh em ạ. Tại vì nó có một cái rễ chính nó cong xuống, sau đó mình trồng để một cái chùm ấy. Cái miệng nó cao lên, mình chúc cái đầu này xuống. Trước hết là tôi xử lý mấy cái vết cắt này đã. Xử lý bôi keo cho nó. Đây, cái vết rễ này cắt hơi bị dập. Ui, gạo này rất hay đấy anh ạ. Anh em, tôi cũng vừa chỉnh sửa xong, với cả tôi demo dáng anh em xem đây.
Đây, sau này mình trồng một cái chum nó cao lên thế này. Trước tiên là mình cứ phải ươm cho bộ rễ nó dài đấy anh em ạ. Xong rồi mình đưa vào một cái chum, mình trồng cái này. Cái này mà trồng mà uốn hoàn thiện mà ra hoa thì đúng bài anh em ạ. Mình cứ cắt thế này anh em. Sau này nó có những cái mầm nó ra cái đoạn này này, mình lại cắt giật vào một xíu nữa. Chứ cái đoạn này nó hơi đơ này. Mầm nó ra cái đoạn này thì đẹp. Còn nếu mà cái mầm mà nó không ra những cái chỗ này thì mình có thể phế luôn cái nhánh to đi anh em ạ. Nuôi mấy cái mầm nhỏ, lấy cái thân đây là thân chính này. Bên đây có một tay. Cái thân chính thì mình cứ uốn nắc lượn đưa nó lên. Lên vòng lại cua che hết cái gốc này. Tán này thì ra đây. Cái nhánh bên này thì ra bên này. Cây này sau này khá đẹp anh ạ.